Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2016, nhân sinh nhật lần thứ 39 của mình, thầy giáo Domenico Dương Văn Cẩn, giáo viên trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội, đã mời thân nhân, anh chị em, bạn bè cùng với các học sinh đến tham dự thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 16 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 4 tại nhà thờ Thái Hà để cùng hiệp ý tạ ơn Chúa trong ngày sinh nhật của mình. Tôi là Kitô Hữu, cho nên là tôi nghĩ là cái tâm tình tạ ơn Chúa và để cho các bạn học sinh hiểu đời sống riêng của tôi là đời sống Kitô Hữu như thế nào, thì cách tốt nhất là giới thiệu họ một thánh lễ để họ xem, họ suy nghĩ. Đến tham dự thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi trong anh đoàn Phêrô Phaolô, cộng đoàn bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, còn có hơn 250 học sinh, sinh viên chưa phải là người công giáo, theo lời mời của thầy đến cùng tham dự thánh lễ. Được biết trước đó, có dịp thầy Cẩn đã mời gần 500 học sinh ngoài công giáo là học trò của thầy đến tham dự thánh lễ Chủ nhật. Thánh lễ do cha linh hướng huynh đoàn Phêrô Phaolô Thái Hà Giuse Đỗ Đình Tư chủ sự. Sau thánh lễ, cha Giuse ban phép lành, tặng sách Tân Ước, ảnh lòng Chúa thương xót và lời Chúa cho các bạn học sinh sinh viên ngoài công giáo đã đến tham dự thánh lễ này. Các bạn học sinh của tôi thì thường thấy cuộc sống của tôi nó hơi khác với mọi người, vì trong cái kiến thức biểu cũng trong cái thí, cho nên người ta cũng muốn tò mò để xem là người công giáo họ thế nào. Và thực ra họ rất ít tiếp xúc với người công giáo, hoặc là ít khi tiếp xúc thì các người công giáo người ta lại không chia sẻ, chứ người ta không biết. Theo tôi chia sẻ đời sống riêng của tôi, cách sống của tôi trên Facebook và trong phương tiện đại chúng, thì các bạn ấy biết và các bạn ấy muốn tìm hiểu, các bạn ấy đi đến đây thôi. Em thấy là những kiến thức mà cha giảng thì rất là thực tế và nó rất là ý nghĩa cho mỗi người đều là có thể tự suy ngẫm và áp dụng vào trong cuộc sống của chính bản thân mình. Mình thấy thứ nhất là mình biết thêm được một cái nét đẹp văn hóa của người bên công giáo. Cái thánh lễ bao giờ cũng là một cái thực hành đầy đủ cái tinh thần của người Kitô hữu nhất, và chúng tôi sống luôn luôn đi theo cái tinh thần đấy. Dạ vâng, em cảm ơn thầy.